Xin chào anh em bán coi nó bao xe đấy hàng là giới thiệu với anh em hôm nay giới thiệu với anh em một số cái dòng sen và những cây sen hàng đảo, dòng siêu siêu rí, dòng lá cực rí, dòng sen hạt dưa và số dòng sen đọt siêu đỏ. Đó, thì giới thiệu nhà vườn mình đang có, anh em có nhu cầu giao lưu số cây thành phẩm có nhanh chiếc thì hiếm lắm với anh em, nhanh chiếc thì anh em cần gì thì alo mình coi mình có mình giao lưu, còn có thôi. Đa số mình nuôi những cây sen nuôi zin nguyên bản, không chiết ghép. Và anh em lưu ý những cái đọt lá, một số cái nhánh lá nó ra nó sung thế này, để là những cái lá tược nó sung nha quý anh em lưu ý nha, những cái lá tược nó sung do mình nuôi trong điều kiện là nó mát hay nó gì đó. Đây một cái dòng mà sen, dòng sen siêu siêu rí, lá cực kỳ đỏ luôn anh em coi nè, dòng sen hạt dưa lá cực kỳ đỏ luôn quý anh em. Và anh em mình phải so sánh cái đầu bút để anh em mình biết đây là cái bút bi nhỏ của em bé học lớp 1, lớp 2 với anh em. Tôi biết cái bút này, bút này sẽ được gom được, chứ mình không lấy bút rồi lớn để so sánh anh em coi ha. Thì anh em coi những cái lá rất là rí tí, mà anh em biết là một số cây người ta sẽ ép nó để nó được ra lý, người ta ép trong môi trường khô cằn thiếu dinh dưỡng, còn mình trồng trong một cái môi trường là cây sung hết mức và lá bí cả đó. Nên anh em hình dung nha, để anh em mình vô giao lưu chứ không phải là có số lá nó rí là do người ta ép chẳng hạn, hoặc là ép cái cây nó quá thì nó thành lá rí, cái bản chất của nó không phải lá rí, ví dụ vậy. Đây em coi nè, nó kéo những cái đầu sen rất đẹp nha, thấy chưa, mà cái lá nó bị tí xíu à. Nhưng có một số cái lá mình so sánh trên tổng thể chung không thể nào nên mình so sánh là một số cái lá nó lớn được anh em ha, hiểu không? Nghĩa là mình phải so sánh trên tổng thể 100% của cái toàn bộ cấu trúc lá. À, anh em ha, mấy dòng này mình rất đẹp, đa số hầu như là cây chơi nguyên bản không. Thì những cái dòng độc đạo, đây là những cái dòng cây zin không ghép, để chứng minh điều đó anh em mình nhìn dưới góc nha. Chứ một số dòng này lá nó rất là đẹp và người ta phải lấy nó để ta ghép vô những cái cây nó lớn, những cây không đúng chủng loại và người ta chơi zin thôi nha quý anh em, không chơi ghép ha. Và lá rất bé nè, không sao, so sánh là cái đọt giết. Và khi nó về là rút những cái đọt sen hạt dưa rất là đẹp nha quý anh em. Mấy dòng này dòng siêu siêu rí sen hạt dưa. À, một số anh em bạn bè của mình còn đang giữ nuôi một số cái cây ở ngoài Hà Nội, trong số anh em chúng mình quay cho quý anh em xem. Và đây giới thiệu với anh em luôn. Đây là dòng sen cánh tròn. Cái dòng này dòng đọt đỏ hồng. Hơi ngã về xanh, đọt đỏ hồng nha quý anh em. Có lúc nó ra đỏ, có lúc nó hơi ngã về xanh chút. Dòng này dòng cánh tròn. Rất đẹp nha quý anh em. Dòng này là dòng lá tròn dày. Mình có số lượng sen lá tròn dày mới nhập đội về, anh em nhu cầu giao lưu alo ha. Về dòng này cũng vậy nè quý anh em. Dòng siêu siêu rí lá tròn dày, đọt đỏ rực cho quý anh em. Mình có đầy đủ hết. Đó, và đây là dòng lá tròn dày luôn, siêu rí. Còn dòng này dòng siêu rí lá kim, để mình đi so sánh với anh em xem ha. Đây là cây VIP thân dáng rất đẹp và nó là dòng lá tròn dày luôn nè. Trái của nó thì khỏi phải chê, anh em có xem clip xem sẽ biết nha. Ở đây mình vô đây quay cho quý em xem nè. Đây vườn của mình thì có cái gì. Mình chơi toàn là hàng sen không nha. Đây cái dòng mà đọt đỏ nè, đỏ rực nè. Đây là nó lên hết đỏ rồi. Đây là cây của một người bạn của mình, đó là anh Tiến ở Hà Nội, cầm 7 Quỳnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội, đang gửi mình nuôi tác phẩm này. Đây anh em coi đầu quả nè. Đây là nó mới sung mùa đầu thôi. Về cái lá của nó rất bé tí nha. Dòng sen rất đẹp nha quý nha. Nó anh em coi mà khi nó về lá, nó sẽ rút nó kéo hết những cái đọt sen này. Kéo hết những cái đọt sen này. Và lá của nó bí tí như thế này. Em thấy chưa? Nè, thấy chưa? Cái lá này. Để anh em mình hình dung được nó bí cỡ nào nha quý anh em. Chứ không số anh em cứ quay nhân hay là anh em quay cái chế độ nhỏ đó. Mình quay chế độ 1:1 nên là chế độ chuẩn kích thước thật. Để anh em mình xem hình dung ha. Mấy cây này là anh Tiến mua ngày trước là giá rất cao nha quý anh em. Mấy cụm nguyên bản này, zin này không ghép, người ta mua giá rất là cao. Đó. Thấy chưa? Và nói trước luôn, ông không tin thì anh em có thể cho số điện thoại ảnh thử anh bán, tuyên bố với mấy anh em mà người ta đã mua chơi tác phẩm, người ta không bán nha quý anh em. Đó. Người ta rất là yêu thích những cái tác phẩm mà để tìm được cho người ta những cái tác phẩm này rất là khó. Người thật trước người ta mua phôi rất là cao, người ta mua cách đây không gần 2 năm rồi. Quý anh em. Rất là đẹp anh em. Đó, thì đó là những cái dòng mà sen rất là cực kỳ rất là bé, mình có hết đó nha quý anh em. Để giới thiệu với anh em những dòng sen cực kỳ bé luôn. Nó có dòng sen hạt dưa, sen cánh tròn. Anh em coi nè, cái cây này nè, anh em thấy không? Cụm này là cụm nguyên bản, một cốt của nó zin nè, những cái tác phẩm zin của mình nè.
Và những cây này là những cây cùng nguyên bản zin luôn. Anh em thấy cái lá của nó không? Rất là bí nha, nó kéo sen rất đẹp nha. Trái của nó khỏi phải chê luôn. Mình còn clip, nếu anh em nhận biết cái cây này thì nó sẽ có clip trái của nó ghê gớm lắm. Mà hiện nay là nó chưa ra đâu. Mùa này mùa chưa ra của nó đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Và cái lá của nó là dòng cực kỳ bé nha quý anh em. Hai cái lá của nó xíu nè. Em thấy chưa? Đó, đây là những cái lá nó sung. Anh em xem, nó sung này. Nó sung mà nó xanh bóng mượt, bản chất của nó lá rất là bé. Một số cái dòng này. Những cây này là những cây VIP của vườn, những cây lớn á quý em. Những cây người ta chơi đời lâu người ta lựa lá, anh thấy không? Để so sánh bằng cái cây viết, để cái bút để anh biết. Dòng này xiên lá xoắn rất đẹp. Thấy không? Xiên lá xoắn. Thấy không? Cấu trúc lá của nó rất xoắn, bình nó rất là đẹp nha quý em. Dòng này lá rí, nó sẽ xuống một bậc là bậc siêu rí. Đó. Lá cực kỳ bé nè. Hàng đủ loại hàng hết quý em. Nhưng mà những dòng này những dòng hàng đảo trái rất là sai, nghĩ có cốt cách trên nó nè. Anh em coi nè, bộ cốt của đồ nó nè. Zin thế nha quý em. Thứ này không có chơi rừng vườn mình tuyệt đối là không chơi hàng ghép nha quý em. Bảo đảm với anh em điều đó. Anh em thấy không? Nè, đó nè. Những dòng mà xiên rất đẹp, khi mà hôm trước nó trổ xiên lên đây. Em nhìn xuống sông xiên lá nè. Đây. Rất đẹp nha quý em, thấy chưa? Đây, thấy không? Cái bút nè. Nhưng mà cái dòng xiên này, lá này chưa gọi là chưa rí bằng cái dòng này. Cái này, anh em thấy chưa? Này sẵn quay khoe mấy anh em mấy cái dòng xiên thì giới thiệu với anh em luôn. Anh em có nhu cầu nhảy chơi những dòng này thì alo nha. Đây, cái lá này rất đẹp. Cây này mình có cây VIP thành phẩm ở ngoài sau nha. Mình không có cây giống luôn. Còn dòng này dòng xiên cánh tròn này. Anh em thấy không? Cái lá nó tròn ủng thôi nhưng mà anh em thấy nó chưa kéo được cái đọt xiên. Lý do là mình đang đèn cây nuôi. Cây nuôi chứ bình thường là nó rất đẹp nha. Con này ha. Đây đẹp ha. Cũng một loại xiên cánh tròn này nhưng mà cái lá nó cực kỳ bé, siêu bé luôn. Bứt cái đọt xiên này lên anh em xem thử. Hy sinh một đọt coi. Tuyệt tiếc lắm. Bứt mấy cái đọt này là đang nuôi, cái cây này đang nuôi với anh em. Bứt cái đọt này thôi. Đây, anh em coi nè. Hy sinh về người thật, anh em thấy chưa? Thấy cái lá của nó không? Cực kỳ bé nha anh em ha. Cái hàng rất độc. Loại đây anh em hỏi có nhánh chiếc nhỏ không? Không nha quý anh em, không chiếc nhánh nhỏ bán nha. Bán nguyên cây nguyên bản luôn. Đây, cây nguyên bản luôn. Đây, anh em coi nè. Cái lá này rất đẹp nha. Này, đọc cái bút này để vô nè. Thấy chưa? Ha. Nói về độ rẻ rí của nó thì anh em mình khỏi bàn cãi nha. Rất là bé tí. Thấy chưa? Thấy không? Đó là gì? Đó là điều kiện mình chăm bằng đất Nhật. Nó rất là sung, nhưng mà lá nó ra bí là bí. Còn ở dưới đây anh em thấy cái lá nó thon dài không? Lý do là sao? Anh em nhìn nè. Ở trên này nắng, ở dưới này mát, em thấy chưa? Cái này là mát thì nó sẽ vương cái tược đi. Bản chất của nó sẽ cây nó sẽ vương tược đi. Và cái lá của nó sẽ không ra đúng với lại bản chất thật của nó. Còn khi mà đủ nắng nè, anh em coi nè. Cái đây là sự phân biệt rất rõ ràng, một bên là mát nè, thấy chưa? Hình dung cái máy nè, một bên là mát, một bên là nắng nè. Thấy không? Thiếu cái lá nào nó sẽ vương đi, như cái lá này nó vương đi, gọi là nó vương nắng đi, nó sung đi thì mình đâu thể nào mình so sánh nhận biết ồ. Hải châu lá nhỏ hay là hải châu lá gì, cái đấy là một cái sai nha, không đúng nha quý anh em. Mình phải so chuẩn của nó là mình phải đúng trên cái kích thước toàn bộ cái cây của nó, chứ không phải là so sánh lại một vài cái mình đi bới móc ra để mình nói cái cây này nó trật lắc hết. Anh em coi tỷ lệ sen của nó nở trên cái dòng này nè. Cây này là mình chăm, thứ nhất một số anh em nói là sen là do mình chăm thiếu chất, thiếu dinh dưỡng nó ra. Cái đấy cũng đúng nhưng mà nó không phải nha quý anh em. Cái đấy với những cây nó bệnh gọi là bệnh sen, bệnh lá sen nó khác. Còn cái cây ấy, người ta đang chăm rất là sung nè. Nó ra hoa, ra quẻ này, xanh mướt, xanh đẹp như thế này thì không thể nào mà nó gọi là nó bệnh sen hay là gì hết. Đó là những cái mà mình chia sẻ để anh em mình nhận biết mình mua một cái cây sen nó đúng với lại cái bản chất giá trị tiền mình bỏ ra ha. Này, anh em coi này, cây ta chăm xanh mướt thế này ha, đọt sen nó ra này, thấy chưa? Đây là đọt về rồi chứ nếu mà nó kéo cái đợt lực mà nó kéo mà đọt non nó rất là đẹp. Lưu ý nha. Ha. Khi mà nó về rồi thì cái lá của nó, đọt sen của nó sẽ không được đẹp bằng cái lúc mà lá non nó sẽ là lá non đẹp nhất. Những cái dòng này mình sẽ có những cây VIP ở ngoài kia tí mà đem quay cho quý anh em xem nha. Những dòng sen cánh tròn này, sen cánh tròn này thì nó ở vuông mịch. Đàn cá số lượng khoảng cỡ 5-7 cây gì đó. Anh em nhu cầu vào Livalo, trồng rất đẹp. Rồi mình đi ra quay xong xem. Mình một vườn nha, rất nhiều nha. Đó, anh em coi nè, đang hoa nè. Những dòng, một số dòng sen lá xoắn đang hoa nè. Anh em khỏi phải suy nghĩ. Mình bán số lượng mình luôn luôn có cung cấp cho quý anh em mình ha, một vườn luôn. Mình muốn cỡ nào mình có cỡ đấy nha.
đó là con này, xuyên ngắn tròn phim này về rất là đẹp nha. Đây dòng xiên siêu xoắn, xiên siêu xoắn là quý anh em, dòng xiên siêu xoắn đó. Siêu xoắn có giống luôn, anh em cần giống siêu xoắn mình có siêu xoắn cho quý anh em luôn ha. Siêu xoắn đọt dòng siêu siêu xoắn đá rí đọt đỏ có luôn nhưng quý anh em rất nhiều nha, nhưng dòng đẹp mình có hết nha. Này cái đây là dòng xiên cánh tròn lá rí cánh tròn, dòng xiên này là dòng xiên lá tròn dày đọt siêu đỏ mình có luôn. Nha quý anh em, trên thị trường có mấy cái cây gì là mình cũng có nha, số cái cây mình có hết nha quý anh em. Nhưng mà loại là loại trái bà đảm trái cho quý anh em, trái to trái lớn này không hết. Đây là dòng xiên siêu siêu rí, dòng siêu xoắn, dòng lá xoắn quên, xin lỗi quý anh em, dòng siêu siêu rí, dòng lá xoắn chứ không phải dòng siêu xoắn, siêu xoắn lá xoắn nữa. Đây là những cái xiên nha quý anh em, xiên hết đó. Đây là những dòng xiên mình có hết nha quý anh em ha, rất đẹp nha. Đây là dòng xiên lá rí chứ không phải là xiên cánh tròn, mình đang bứt cái lá cánh tròn này để so sánh cho quý anh em xiên. Đây cánh tròn này, nên xem clip trước con sẽ thấy đây, được chưa, rất là đẹp nha, đẹp. Sao để với em mình thấy đây, nên mình biết nên mình giao lưu ha. Rồi tiếp tục cái giống hết đó. Đây dòng xiên lá xoắn này, siêu xoắn này, được chưa, độ xoắn của nó phê không? Chúc mình đẹp, sau mình sẽ sánh với quý anh em. Đây dòng xiên cánh tròn, có quay trên clip để giao lưu với quý anh em này, về đen hoa quẻ đây. Cho để anh em mình nói nó không có ho không quẻ nha, ví dụ vậy sợ cứ tin tưởng mình giao lưu thôi. Đây rất là đẹp, đọt rất đẹp này, trời nắng nóng quá. Rồi đây so sánh với anh em cái dòng mà siêu rí hồi nãy với này, cây này đó, mình có những cây lớn đó, anh em rất đẹp không, được chưa, mà cái lá của nó sao sánh bằng cái đầu bút này, thấy chưa, rất là đẹp. Để anh em mình giao lưu nha, không rất là duyên toàn bộ cây nha, không có riêng gì một vài nhánh nha. Loại này không có nhánh chiếc bé nha, có cây lớn thôi. Mình giới thiệu cây này cũng giống của nó luôn quý nha, mình chưa có làm. Cây này đang ở chế độ là con. Đây cái đọt rí của nó nè, lá của nó này, cực kỳ bé nha. Quay rõ đây anh em xem, váy nắng nè, trời đang rất nắng nên đi vòng vòng nó mệt đó, một vườn luôn, thấy chưa. Thì đó, để anh em mình xem, để anh em mình biết, để anh em mình giao lưu ha. Đó, còn đây là dòng xiên lá tròn dày, để bứt cái lá đi thì anh em xem luôn, sợ xanh lá luôn, sợ xanh là bứt hết luôn. Đây, rất là đẹp, đây là tổng thể của cây, dòng xiên lá tròn dày mình giới thiệu với anh em rất nhiều nha. Trái bông nó khỏi phải chơi luôn nha, đây nè, hy sinh nhánh đó nha quý anh em. Xin nghệ thuật nha, bứt đi, sợ xanh cho quý anh em xem. Đây là dòng mà xiên kia siêu siêu rí xiên kim ở trước đọt đỏ quý đẹp, rất đẹp. Nhìn ra hoa nó này rất đẹp nha quý nè, bông đọt nó kéo lên rất là đẹp nha. Cây này mình có những chiếc loại lớn quý nè, một vài cây mình có những chiếc loại lớn mình để làm tác phẩm thì mình quay anh em thích thì alo nha. Rất là đẹp nha quý nè, phát phê đấy, cực kỳ bí luôn. Dòng lục, đây là dòng lục đỏ, dòng lục xanh này quý nè, nó này cây lớn nó đang quẻ ra bông, thì anh em mình nhu cầu alo ha, mình có đăng trong clip anh em xếp xem thì alo ha. Dòng lẽ rất là đẹp, hòa hiện với nhau này, chung nè, chung nè, anh em thấy chưa. Đó, thì anh em nhu cầu giao lưu alo với số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Rồi giới thiệu với anh em đây, đấy, siêu siêu rí rất đẹp, xiên siêu rí thì anh em nhu cầu alo luôn, trong chậu chụp keo. Còn anh em coi này, cây này lé to ơi là to là sung nè, và đi về lại 2-3 lần nữa anh em xem. Đây là do nó sung, nó tược á, kiểu tược có bông này quý anh em, thôi không bông và hoa quẻ nè, và cái lé đó tôi đọt nó có bé nha. Bên kia cũng vậy, bữa nãy mình làm video clip mình có quay để quay 90 kg cho quý anh em xem, ở dưới lé to, ở trên lé bí tí ha, rất là đẹp nha. Một xiên lá tròn dày rất là đẹp nha. Đó, thì nên nhu cầu giao lưu cái gì alo cho mình, không phải Zalo 0932411987. Nãy mình giờ đây mình có quay trong đây mấy cái xiên nữa để giới thiệu với em luôn. Đây dòng xiên lá xoắn đang ra bông nè, xiên lá xoắn nguyên cây nha. Đây con cây xiên lá xoắn nằm rồi nè, rất đẹp nha. Phôi anh em muốn mua giống alo, mình thể tùm lum mua vuông mình hết á, cây nào nó ra đẹp thì mình giao lưu với em, chưa ra đẹp thì thôi.
Đây. Mấy cái giống này xiên lá VIP tròn dày siêu siêu rí, nó đang ra bông của khách đó nè. Nằm đó, của khách rồi ta đặt á. Đây, bên này bên này. Đó, dòng lá tròn dày khi nó dè rồi rất là đẹp. Này, bông đó nè. Xiên ra nè. Đó, thấy không? Thấy chưa? Rất là duyên luôn. Đây, đọt đây. Anh em nhu cầu alo. Vậy thôi. Cho nó rõ đây. Tận tình với anh em luôn. Ha. Này, so sánh nè. Lá nè. Để anh em mình biết mua bán hay so sánh cho quý anh em. Đây. Lên nè. Dè lá. Lá bản chất của nó dè là kéo xiên trên đọt. Chứ không có nói nhất thiết nữa. À, nó là cây lá lớn, lá to gì hết. Ví dụ vậy ha. Mình thử bán thì rõ đây. Với bằng đồ giết nè. Khi mà anh em làm tay cành lá nó nhỏ xuống này nó rất là đẹp nè quý anh em. Làm tay chi rồi dè, nó dè lá rồi nó kéo những cái đọt xiên cực kỳ phê luôn. Đó là những dòng xiên lá siêu rí siêu đồi quý anh em. Giao lưu quý anh em. Anh em nhu cầu alo, xiên nào mình cũng có hết. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Mình sẽ để một số cái hình mẫu lá cho anh em nhu cầu giao lưu. Alo, đây. Đó này, rồi hoa nè. Dòng xiên tròn dày rất là đẹp nha quý anh em. Hoa nè, hoa vẽ có hết nè quý anh em. Ok quý anh em. Đây là những cây mình gọi là mình mua phôi và mình chưa có làm tác phẩm, mình mua về để mình bán giống như quý anh em. Nó đang nằm trong bầu đất á, bầu đất chủ người ta sao mình để như vậy, mình không có làm gì hết nha quý anh em. Nguồn nguyên bầu hết, thế ok anh em, giao lưu alo, số điện thoại Zalo 0932411987, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Đọc số điện thoại Zalo của mình là 0932411987, cảm ơn quý anh em nha. Đọc số điện thoại Zalo mình là 0932411987, mình có một vườn cây luôn nha, đủ loại. Xem trái chắc dây Hải Châu, mình chuyên về Hải Châu xem trái. Xem trái mình hàng lớn không có hàng nhỏ, anh em hỏi hàng nhỏ cũng có đâu, nuôi hàng lớn không. Rồi cảm ơn quý anh em liên hệ với bonsai vn, số điện thoại Zalo 0932411987, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.